Bô quay đây ra bô. Đủ rồi. Đủ rồi. Sao con không quậy cà phê ở trên cắn nhét nè. Con quậy xíu nữa. Quậy đất nè. 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 Ta đưa quay phim lên cái chỗ mà. Con. Tiên đứng cận nắng tới hù. Chưa rồi. Hồi ăn gì nữa bạn ơi, đâu phải ăn chưa ăn trưa đâu mà ăn đủ thức. Có cái điểm mà hình bác sĩ á. Đừng có cao hình bác sĩ. Sao? Dạo á. Đây uống cái bụng đây nè. Chứ không cao hình gì. Có nước ngoài á. Để kéo cho nó, gian gian gian. Bác sĩ gì dở lắm, hồi đó chăm gì bác sĩ đâu, có gì cũng hết đâu. Nàng đáng sáng. Bụi đói bụng rồi Giang. Tại nghèo quá. Không chưa. Xong rồi kêu tao mới cài lại cái mảnh hơn, bụng hơn. Bụng mệt, bụng bút cho biết không gì. Không nhiều nhiều. Nhiều nhiều lên nữa. Cho Giang con rửa đi chăm. Giang nha, ăn chung với con đi con. Con kêu rồi. Mình tiếp. Thôi đừng bỏ mực chứ. Rồi, hết bún rồi đó nữa mình kêu cái tô khác mình ăn chung. Rồi cô ăn cái này chứ thôi. Mà sao cái nick kia của em cũng bị luôn á. Là cho ăn con gì à? Cho em ăn thịt nè. Mà cái nick kia em đâu có lít vô đâu. Rồi, chưa không có đụng tới cái gì luôn á mà tự nhiên là ve nhưng mà dùng gọi là lòng dạ sắt đá để không có thử coi cái heo á là cái gì. Nó còn quảng cáo phim mà của Bảo Thi nữa chứ. Ghế này xa lắm. Biết chắc là thế là cũng bị thịt vô đó không phải là chính chết liền. Ống luôn, có tên Phi Nga nữa. Lúc nào tưởng Phi Nga gửi. À, cứ bảo thời gian tụi nó gửi hỏi đó là gì gửi thôi heo gì nữa. Bà la, quảng cáo, quảng bá, dân quốc phòng đó là heo heo. Tự động luôn á, cái chỗ mà có hình mặt cười của mình á, cái mình bấm chữ đúng không, mình có cho nó cái tự động nó có mấy cái đó luôn á, không cái là hồi nó gửi cho người ta xong cái nó hiện cái chữ lên. Đúng rồi, nguyên một chữ xanh lè luôn. Được cái này một xin biết nào nó ác, nó chê ba cái chòi đó. Ừ đỡ hơi trắng lợn quay u ăn con mực nha. Đây 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 đây. Đó là xong rồi đấy. Đừng có lào giáo nha. Đợi không? Đợi tôi lấy khăn. Ba mày đâu rồi? Rồi tô Quỳnh Thánh kìa phải không? Dạ đây. Quỳnh Thánh của Trinh kìa Trinh. Lấy ly thêm ly bạc xỉu. Cái này sao ngồi ăn? Rồi. Ê, Phát ăn nữa không Phát? Qua qua đi ngồi Trinh qua đây kia. Cười. Dưới đây ngồi xa quá đâu có ngồi ăn được. Ủa đâu ăn đây. Bi, ăn mì thánh nè. Ê, của tao đây. Đây, giống như mắt. Nó đang chụp Quỳnh Thánh nè. Ăn đã con mì thánh đi. Chân Bi kìa. Này Bi ngồi đi con, ngồi đi nè. Rồi, Bi nhiều lắm rồi. Dạ, 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 qua má cái nè. Ăn đi rồi, cái này nữa đâu mà ăn đi rồi. Ý em bé, cái ăn không? Cái ăn mì thánh không? Không ăn miếng không? Mày ơi, chị không thấy. À, có cái chén này không thấy. Thằng này gần quá. Bí lùng hoài. Hùng không lên luôn hả chồng? Hùng có nói lên không? Không lên Good.
này công viên chưa mà cần nghe cái chỗ đấu sáng đâu. Kim đổ hết ở đâu mình mới làm.
Well,
Rồi ok chưa? Thank you.
thôi. Này Huyên nó kêu hai mẹ con nó ăn. Huyên nó kêu hai mẹ con nó ăn. Kêu tao ăn. Ăn ai muốn ăn. Nó ăn. Nó cũng có đèn gán luôn à. Nó cũng có đèn gán luôn à. Thôi ăn con nha, mấy mì hoài mẹ ơi con giáo mẹ mẹ ơi con giáo mẹ 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 mẹ
Lấy xe chở ba đi qua cái cầu đi. Chở đi anh tăng tốc anh trời uống bay luôn đi là đây lên cầu đi đi là đây lên cầu nè đi là đây lên cầu nè đi cái cầu quay phim hồi nắng lắm trở đi đi anh quay, hả? Quay giống mày chụp em nói em theo không? Giỡn mà. Tôi nói mà không tin tôi và hỏi đi xem. Bùm bùm. Ba con gái quay xì cái. À. Cái gì? Nói gì gái gì? Đâu nghe đâu. Cứ à cho nó im. Buồn ghê này. Đi. Bu leo lên được không? Bu leo lên không? Cô đẹp đó. Nói đăng ký đây, vô xe, ngồi vô ngồi đóng để hoài, có đăng ký đâu mà có xe. Con em không? Em đăng ký xe riêng của nó rồi có cái gì trên gì trên nó ăn rồi. Dính nhảy vào cái tính không lên khỏe không? Không ăn kem hả? Ăn nửa viên hồ mới ăn cây. Kem chưa? Mì sáng ăn hai viên nó hồ. Đi ra. Cái bù nước biết nước gì không? Biết không? Thank you.
Hồi chiên đi bằng cái gì? Đi taxi với chị Út đấy. Ba gọi trong đó rồi hả em chồng? Chờ đó. Má thằng Bu đi xe nào vậy? Không biết nữa cho nó đi taxi với má. Mày đâu có nói mô tô đâu. Có sao mà lại cho nó đi với mày đi. Nó đòi theo bà ngoại. Dạ, yeah, tao sợ nó lên xe, nó la đường xa. Vậy mày đi với ai? Mày đi với Hùng hay mày đi taxi? Đi với Hùng. Mày đi mà băng sao có mình cha bác là mình hết. Nó thở cho nó kìa. Nó chừng nó chậm. Nó chậm ghê vậy. Ông ngoài nó